vị đại biểu, thưa quý khán giả, nhân dịp tỉnh Kiên Giang đón nhận bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích lịch sử trại giam Phú Quốc và hội thảo khoa học phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ để hướng nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Ngay sau đây, kính mời quý khán giả lắng nghe ý kiến phát biểu của giáo sư Dũng Khiêu.